Em chỉ phỏng vấn những người gọi là anti fan của BB Trần. À, okay. Nếu mà anh rời đi tức là anh là fan, và anh ngồi đây thì tức là anh là anti fan. Okay. Một. Ok. Không cần đến đâu, anh ngồi lì luôn á. Chỉ biết anh ngồi gì cũng chắc vô ghế luôn á. Anh ngồi lì mà. Dạ, thì tụi em là bên trưởng anti fan club. Okay. Thì không biết là trước khi tham gia chương trình mà anh nghe tên BB Trần thì anh thấy sao? Mình thấy không biết là một cái nhân vật ở trên mạng kiểu đóng rất là nhiều vai nữ, thì không biết là vào chương trình thì anh ấy sẽ hóa thân thành nữ hay là như thế nào, rất là tò mò. Sau khi tham gia chương trình thì anh thấy BB rất là đáng yêu. Anh ơi, rất là dễ thương. Cắt máy, cắt máy, không có quay, 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 cứ mày tụi chị không quay. Được, cắt máy, tắt mic, tắt mic. Sao em nói lúc mà anh ti thì anh ngồi đây mà anh vẫn ngồi? Giữa tình yêu của em với anh và tình cảm mẹ con của anh thì anh đạp được. Thực ra thì mình ngồi ở đây mình trong cái group anti để mình có thể siết pin cho má mình, đòi lại sự công bằng cho má mình. Tuyệt vời, đáng yêu, không có gì để che đậy được cái sự đáng yêu của mình. Má anh trả anh bao nhiêu tiền? Anh siết pin 0 đồng cho má anh. Tình cảm mấy năm nay của em với anh coi như kết thúc sau clip này. Không sao, em vẫn chồng má anh. Thấy chưa? Chúc mừng sinh nhật má đi kìa. Happy birthday má tôi. Happy birthday, happy birthday BB, love you má. Chúc cho má tuổi mới lúc nào cũng dễ thương, lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng chậm vía, chỉ cần đứng thôi mọi người cũng cười nữa, và lúc nào cũng lạc quan. Đứng không cười. Ghê quá à. Đứng thôi cũng cười nữa. Má thì hài, thì chỉ cần đứng thôi cũng cười nữa thì đã lấy tiền được khán giả rồi. Em cảm ơn anh. Chúc tình cảm của anh với má anh ngày càng phát triển. Chắc chắn rồi em. Dạ. Dự số kết bạn với Trần của anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em cảm ơn anh.